Rồi, hello cả nhà nha. Hôm nay em Trường đèo con Mikeo. Đang đèo con Mikeo về. Đó. Bay kem tách đường. Hiện tại món em sáng nay đang đèo. Như một con rồng. Diễn lắm. Hàng nâu nâu cục để cái bể to cơ em cả nhà. Đây này, đấy già nâu rồi, giờ cũng chưa keo bày tách. Chỗ này do có bụi tri á, nó không lên keo được, nó keo qua phía bên kia nhà cả nhà. Chỗ này bị lúa, chỗ này mọi người về ví dụ khét rồng thì là con gì đấy. Đấy, ra là đẹp nha. Dòng này chơi lúa thì ok. Bể to này. Kem. Rất là đẹp quá luôn. Bây giờ tích ngồi bên này rồi, tích bên này rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ lên, mình sẽ cắt tay cho nó gọn lại cả nhà. Cắt tay cho nó gọn lại xong rồi tí nữa xong mình xuống mình quay cho cả nhà xem. Hiện tại em Trường đang đèo con Mikeo đây. Ở gần một nửa chặng đường rồi nè. Đấy, nãy giờ dọn bớt cành nhánh ra nè, nó gọn lại. Kêu không? Thân già già nâu qua này lách qua bên này mấy cơ mấy chồng người xem được là này và này trong ra tích cực kiểu này đó. Bây giờ mới quay rõ nè, đó keo ra bay lách lượng nè anh em ơi, đó quá là đẳng cấp. Tìm một con mi to hơn này thì đơn giản nha cả nhà, nhưng mà tìm một con mi mà keo mà bay như này à, kiếm cả YouTube cũng không ra luôn nha. Xem này, đẳng cấp chưa, mi keo mà to thì có, nhưng mà mi keo mà như này thì khó có. Bay cả nhà, kiếm bay dòng bay nó khó, dưới nu cục này cả nhà, xem này ha, đúng chưa? Quanh là 250, 270 vậy, cách góc 1 mét là 9. Rồi ok, về coi. Tí nữa về nhà mình sẽ quay cho cả nhà xem nữa nha. Rồi hello cả nhà nha. Hiện tại là chuẩn bị bó vào, chuẩn bị cáo một em Mikeo về nhắm bay. Quá là đẳng cấp. Kiếm một em nhắm bay như thế này là rất là khó cả nhà. Bay như một con rồng. Cầm lách lượng. Quá là đẹp. Tìm nó ra cả nhà.
Đó. Hàng nghệ thuật. Bào đều như là cái giếng này. Sợ cái bào này. Kinh khủng. Cái bên dài dưới đồi. Ờ, trong cái bao cũng đường rồi. À. Hố to quá trời to luôn. Có đầu cái đồi mà. Đem cái bao, bao tròn quay. Bao tròn quay luôn. Xem chưa? Giờ chuẩn bị bó mà. Rồi giờ mình sẽ chuẩn bị quấn lưới bê ông mơ nha. Hiện tại là mấy anh em đang quấn lưới bê ông mơ rồi. Đấy, cái bào uy tín luôn. Coi thì khôi phải bàn nữa rồi. Đó. Cáo đang cho nó cao nghiêng vào phía bên này nha, nghiêng vào chúng bị cáo về. Từ 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 dừng 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 anh ơi. Từ từ cứ lên xe có gì em xử lý đó. Dạ. Cứ lên xe có bị gì em xử lý đó mà. Hiện tại là coi đã lên xe nha cả nhà. Bấm chưa? Giang Long cấp. Đấy, mai lên xe là nằm như thế này luôn nè anh. Đấy. Đó nằm như thế này luôn này. Ok. Hello cả nhà nha. Hiện tại là coi Mikia của mình đã về tới vườn. Chuẩn bị là cáo lên cho khách này. Coi Mikia kêu bảy lách này. Như một con rồng. Kiếm một cái con Mikia mà to thì rất là nhiều nha mọi người. To dáng thực thì rất là nhiều, nhưng mà kiếm một con Mikia mà dáng bay như thế này thì kiếm ca cái YouTube thì cũng khó mà ra một coi kêu giống như thế này nha cả nhà. Hàng bay lách. Rất là đẹp luôn. Rất là quái coi cả nhà xem này, rất là hay luôn. Keo ra tới ngoài này này 8-9 mét nè ngoài này hàng cả nhà. Tích cưng mà nhỏ này. Nhỏ ngoài này luôn này. Là hết luôn. Chuẩn bị 11 giờ hôm nay là sẽ có luôn cho khách luôn. Đó. Trông là coi đẹp là em trường giữ không được rồi nha cả nhà. Đó. Khách đã mua rồi. Em sẽ qua mặt bên đây. Thì dòng bia kia thì nó hay có bị lúa nha cả nhà, bị bỏng á, bị lúa. Thì 10 coi lúa phải 9 coi rồi. Thì dòng này thì có thể về mình chạm khách rồng ránh, nói chung là chạm khách gì cũng được. Tùy sở thích của mọi người nha. Dòng bia kia là dòng không lúa cứng. Cái dòng này thì dễ bị lúa lắm cả nhà. Rất là dễ bị lúa. Ở đây. Lúa này, lúa thiếp chỗ này nè. Đó. Vành gốc là 250. Cánh gốc 1 mét là 190. Bảy lách ra tích ngoài này luôn à. Ghê thiệt.
7 8 m. Rồi. Video của em Trường xin tạm dừng nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em Trường Cánh để xem những video lần sau. Giờ em Trường Cánh tạm biệt mọi người nha. Siêu phẩm chuẩn bị đưa lên xe luôn nha cả nhà. Siêu phẩm. Đó.